Lối vào công ty gốm sứ Thanh Hà cách thực hiện ở thị xóm Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nơi cung ứng dầu thải cho Lý Đình Vũ, một trong ba nghi can đổ trộm chất thải làm ô nhiễm nguồn nước của nhà máy nước tinh khiết sông Đà. Bên trong nhà máy của công ty gốm sứ Thanh Hà bao la hàng nghìn hai, hệ thống máy móc và các vật liệu phát hành ngổn ngang ở nhiều khu vực khác nhau. Khu vực chứa dầu thải của công ty này hiện được quy lại bằng lưới sắt, bên ngoài treo hồ chất thải nguy hại. Hiện trong công ty này vẫn còn lượng lớn dầu thải được chứa trong những thùng phi và các nhựa. Trong quá trình phát hành, máy móc của công ty này thải ra lượng dầu lớn. Theo lời kể của một người trong công ty, người dân quanh khu vực vẫn hay tới xin dầu thải này để bẫy chuột. Một số tét lớn đựng dầu được đấu nối ống tới nhiều khu vực khác. Ngày 8 tháng 10, khoảng 830 kg dầu thải của công ty này được bán chui cho Lý Đình Vũ 1982, trú ở Bắc Ninh. Sau đó, Vũ cùng đồng bọn mang dầu thải lên Hòa Bình đổ trộm gây ô nhiễm nặng trĩu cho nguồn nước được nhà máy nước tinh khiết sông Đà sử dụng để cung ứng cho nhiều hộ dân phía tây nam Hà Nội. Video, vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nước tinh khiết sông Đà diễn ra thế nào?